comment của khách nè bạn ơi. Còn cái nịt, còn đúng cái nịt thôi. Hú, hên quá, chưa bị làm sao. Anh ơi, tại sao trên đàn có nhiều cổng xuất âm thanh như line out, hai cổng tai nghe mà không dùng Bluetooth audio cho tiện ạ? Đúng rồi bạn, Bluetooth audio sẽ rất tiện lợi, không sử dụng dây vướng víu, nhưng sẽ có một số mặt hạn chế. Vậy hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên đó chính là chất lượng âm thanh. Bluetooth audio thường nén tín hiệu làm giảm đi chất lượng âm thanh, vì chất lượng âm thanh là rất quan trọng để phản ánh đúng âm sắc và độ chân thực của từng nốt nhạc. Thứ hai đó chính là độ trễ. Bluetooth audio có độ trễ hơn so với kết nối dây. Một chút độ trễ cũng có thể làm mất đi sự nhịp nhàng và đồng bộ khi chơi một bản nhạc. Đặc biệt là trong các tình huống biểu diễn trực tiếp, độ trễ này không chỉ làm ảnh hưởng đến người chơi mà còn giảm trải nghiệm đến người nghe. Thứ ba là khoảng cách và vật cản. Các thiết bị Bluetooth khi ở xa hoặc có vật cản sẽ làm giảm hoặc ngắt luôn tín hiệu, khiến cho kết nối không được mượt mà còn giảm đi chất lượng của âm thanh. Thứ tư, các thiết bị Bluetooth yêu cầu nguồn điện từ pin hoặc phải được sạc thường xuyên. Điều này có thể gây bất tiện và làm ảnh hưởng cho những buổi luyện tập dài hoặc các buổi biểu diễn. Và cuối cùng, kết nối Bluetooth thì cần phải ghép nối với các thiết bị khác. Điều này sẽ phức tạp hơn so với việc chỉ cắm cáp vào piano điện và bắt đầu chơi. Với những lý do trên, các cây đàn piano điện thường ưu tiên sử dụng các kết nối có dây như là USB hoặc MIDI hoặc các giải pháp không dây khác có độ trễ thấp và ổn định hơn, cho mục đích truyền âm thanh và dữ liệu nhằm đảm bảo chất lượng và trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Vậy là mình đã giải đáp câu hỏi của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hãy nhớ like, share và subscribe cho kênh YouTube Minh Phụng Music để tụi mình có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nữa nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.